đã trở lại với bản tin yêu thời sự của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang có một việc rất gấp cần phải thông báo cho các bạn. Đó là đã có một tên tiến sĩ điên, hắn đã gửi một video đến cơ sở quân đội của chúng tôi. Và đây chính là video đó. Chúng mày đã thấy được đời sau lưng tao là gì chưa hả? Tao đã phát minh thành công được nhân bản con người. Nhưng mà nó không có đơn giản như vậy một xíu nào đâu. Tất cả cơ thể của chúng nó đều là lỗ. Và tao đã tìm được ADN của rất 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 là nhiều con người khác. Chúng mày hãy chờ đón cơn thịnh nộ của tiến sĩ Adam này đi. Kể từ ngày hôm nay và 3 ngày sau, đó sẽ là cơn thịnh nộ của chúng mày. Mọi người đã thấy đoạn clip rồi đúng không? Đó, đó là một lời tiên chiến của cái tên tiến sĩ đó gửi tới chúng ta. Nên là mọi người hãy cẩn thận trong 3 ngày tới. Nhất định phải phòng thủ, không được để lũ nhân bản đó tấn công chúng ta. Nhớ đó, hãy phòng thủ, hãy tự bảo vệ bản thân đi. Hey, để coi coi hôm nay bản tin có gì không ta. Hey, cuối cùng cũng xong công việc rồi. Bây giờ có tivi thôi. Có cái gì coi ngày hôm nay không ta? Coi thời sự để cập nhật không tin cây. Không biết là hôm nay có thời sự gì hay hay không ta. Hay, không biết hôm nay coi tivi có cái gì hay không ta. Chào mừng các bạn đã trở lại với bản tin yêu thời sự của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang có một việc rất gấp cần phải thông báo cho các bạn. Đó là đã có một tên tiến sĩ điên, hắn đã gửi một video đến cơ sở quân đội của chúng tôi. Và đây chính là video đó. Chúng mày đã thấy được đời sau lưng tao là gì chưa hả? Tèo. Hả? Cái gì đây? Hả? Cái gì? Gì đây? Trời. Hả? Cái gì vậy trời? Cái gì? Toàn nước phải tự phòng thủ sao? Trời ơi, cái ông tiến sĩ chết tiệt nào vậy? Trời ơi, nhìn mấy cái lỗ lỗ này mà mình nhớ hôm bữa quá à. Ghê ghê quá à. Trời ơi, là trời. Hết bản tin rồi, nhưng mà bản tin này đúng là bản tin chấn động á chứ. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Chuyện này là không ổn tí nào rồi, mình phải đi thông báo cho cả làng mới biết mới được. Giúp mày ơi, mọi người ơi. Tin gì chưa? Nhận được tin vô, coi đó, coi thời sự chưa? Coi thời sự chưa? Coi chưa, coi chưa, coi chưa? Coi rồi, coi rồi. Chị với mày rồi, anh hủ đồ kia đâu? Coi luôn rồi, coi rồi, coi hết rồi. Theo như những gì mà của quân đội nói là chúng ta phải bảo vệ bản thân. Bảo vệ bản thân. Quân đội. Bây giờ mình đứng gần rồi, chạy tới gọi là bảo vệ. Không biết nữa, bây giờ chúng bị đêm luôn rồi kìa. Người ta nói á, là sẽ ba đêm đó. Không nghe hồi sự đâu. Anh nghĩ là bây giờ cố thủ trong cái nhà nào đó đi, chứ đào hầm sao đào kịp. Mấy đợi trời sáng ngày mai mới làm được. Bây giờ mọi người ai có thùng khí gì đó đem tới nhà của anh đi. Rồi chúng ta sẽ phòng thủ ngay nhà của anh. Ok nha, nhanh lên, tốc độ đi. Đi kiếm thùng khí đi. Ở đó mà mày đập cái này để làm cái gì? U là trời. Phải vào kiếm thôi. Ôi trời ơi, có một cái cây đàn đó trời. Cái này làm gì trời? Trời ơi, cái này là đập vỡ cây đàn á. Cái này mà đấm đá cái gì á trời. Ủa, tụi nó tập hợp quá hết rồi. Chúc đi. Mày gảnh lắm hả? Mày gảnh lắm hả? Hả? Mẹ ơi, mình test thử thôi à. Rồi cái gì đây? Ôi, cái thằng khùng này. Trời ơi, bây giờ không có còn cái gì hết. Anh phải cầm cây đờn của anh đây nè. Đi đánh luôn nè. Gì vậy? Mọi người yên tâm, tôi có súng. Đâu súng của Zombie là súng vậy? Đâu có súng rồi mấy bạn ơi. Súng năng lượng, đúng rồi, súng năng lượng nó hay nhiều màu lắm. Nó tên là súng nước luôn. Trời ơi, súng này thì bắn ai trời. Bắn vô mấy cái lỗ. Trời ơi, bắn vô lỗ nghe ghê lắm. Mà có chắc chắn là tên tiến sĩ nó thả mấy con nhân bản đến chỗ mình được không vậy? Đâu hay là mình đi ngủ cho nó sướng đi. Đúng rồi, đi ngủ đi cho khỏe rồi chứ để giờ em có thấy hiện tượng gì đâu. Không biết nữa. Tôi nghĩ nhiều khi á, quân đội người ta đã cảnh báo như vậy rồi thì chúng ta nên thực hiện. Nghe đúng đi. Lỡ đúng rồi, an toàn là trên hết. Bệnh hơn chữa bệnh đúng không anh? Đúng rồi, phòng bệnh hơn chữa bệnh đi. Có bệnh rồi sao chữa đó. Trời, vậy mày đi về nhà ngủ đi. Còn mày chết thì đừng đi qua kiếm tụi tao cũng được. Tôi nghe theo ý ha. Ý nói đúng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng vậy. Quay phòng thủ đi anh ơi. Giờ làm gì? Đúng rồi. Bây giờ anh nghĩ là mà thấy gì đâu phòng thủ vậy. Nghe nhau nha, quan sát đi.
ơi, sao rồi mọi người ơi, mọi người đã thấy được không? Con gì chưa? Trời đã đêm lắm rồi đó, trời đã đêm lắm rồi đó. Ở đâu vậy? Oh my god, quá trời luôn kìa bà con ơi. Mọi người ơi, sợ ở đây mọi người. Ôi, oh my god, ghê quá à, ghê quá. Mày bảo vệ trưởng làng, bảo vệ trưởng làng. Mày đâu? Ôi, mấy con này nó nhiều quá, mấy bạn ơi, nó làm lắc luôn cả game mình luôn á mọi người. Trời ơi, mấy con này quá trời luôn nè. Oh my god. Ôi ơi, mấy con này nhiều kinh khủng quá mấy bạn ơi. Cái này mình dễ nhìn lọt cũng đồng đội vãi. Mày nè. U là trời. Còn mấy con. Trời ơi, còn mấy con nữa. Mày nhiều ơi. Mày nè, hay lắm mọi người, hay lắm. Mày nè. Hết rồi. Ơi con, chúng ta phải đi. Ôi sao mà nhiều mấy con. Ui, cái này là tôi hi ha lỗ quá trời. Hi ha mặt lỗ. Oh my god. Ơi. Mày nè, hi ha mặt lỗ nè. Ngày mai mà nó đông hơn là mạnh hơn là mình dễ rồi. Ơi ừ, ngày mai mà nó nhiều hơn, nó đông hơn, mạnh hơn rồi khó chịu luôn á nha mọi người ơi. Hết rồi. Chúng ta sáng mai chúng ta phải xây phòng thủ hơn rồi chứ kiểu này là không được tí nào mấy bạn ơi. Đúng rồi. Thôi được rồi, giải tán. À không, chúng ta phải cố gắng thủ nha. Ở chung đi. Đúng rồi. Ngày hôm nay chúng ta phải mua đồ để phòng thủ, tụi mày nghe chưa? Bây giờ anh cần chia ra hai đứa con gái là đi mua vũ khí đây. Vũ khí nào càng xịn càng tốt chứ sao? Sẽ lên đây. Nhưng mà mua súng nước đâu mạnh. Đừng có mua súng nước nha trời. Có điều kiện là tôi không có tiền mua, anh chơi chú cấp đi. Trời ơi, tự lấy bản thân đi, đi mua đi, làm đi, đi làm đi. Rồi. Tiếp theo. Đó là 30. Thằng này đi chuẩn bị giáp đi. Rồi. Chuẩn bị đồ đàng hoàng nha, mày đừng có chuẩn bị những cái đồ mà mày đang mặc nha mày. Mặc được, em nghĩ chuẩn bị giáp đổ không vậy? Cố gắng đi, chuẩn bị đi, còn mấy tụi mình xây cái nơi này thành một cái nơi gọi là để hỗ trợ cho chúng ta. Được rồi, bắt tay vào thực hiện đi. Rồi, bây giờ thì hãy đặt mấy cái hàng rào này xung quanh ngôi nhà của chúng ta. Rồi, để nó có thể bảo vệ được chứ. Phòng thủ, nhớ chừa cái đường đi vô nha mấy ba. Được rồi, tiếp theo mình phải đặt cái cửa này ra. Ok, đây. Mấy bộ giáp này trông xịn quá vậy, bán cho tôi hết đi được không? Ok, cậu mua hết đúng không? Để tôi coi lại cho cậu. Đây, của cậu đây. Ok rồi các bạn ơi, nãy giờ tụi mình cũng đã xây xong tất cả những thứ mà tụi mình cần gọi mọi người à. Jimmy cầm cái gì nặng lắm hay sao đi chậm vậy? Cái dao này. Đây nè. Ồ, để coi. Súng mà đâu? Ê, tao lấy cây này nha. Cây này cho bảy con là bùm 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 bùm. Hôm nay là gì? Ồ, súng luôn, súng với băng đạn luôn, mỗi người một cây luôn các bạn ơi. Được á. Nhìn nè, em lấy cái cây này đi, cái cây này giống cái cây của em nhưng mà nó đang cắt lên. Phiên bản sắt. Mặc giáp vô. Ủa sao có hai cái mũ luôn vậy? Cái nón gì? Ủa sao tự nhiên tám giáp mình không có giáp. Chỉ huy, ơi tao chỉ huy nha, không có thằng nào được đội mũ giống ta nha. Nghe chưa? Đồng chơi, hãy chia nhau ra, chúng ta cần quan sát, nhanh lên. Em lên đầu. Đồng chí này đừng có chơi xuống nước nữa coi. Chia nhau ra đi, đi quan sát đi. Có gì cho mấy đồng chí? Ê, có kìa. Có kìa. Không có gì hết. Ủa đâu? Có nè. Ui sao mấy con này nó bị dưới vậy kìa. Bắn vào đây, nó đè vào xa lên. Mày. Ui, con hai chi. Con nhân bản hai chi. Ôi, con bị bẫy đi vô nữa. Ôi, em thấy bắn vậy có viên lận con à, mình phải xuống chém. Đừng để cho nó giống như lượt vô hàng rào của chúng ta. Ai bắn em vậy? Trời ơi, để sợ rồi còn gặp đồng đội ngu nữa mấy bạn ơi. Anh hổn rồi, đúng rồi, bầu bòi. Ơi, bye bye nha. Ê, sau lưng đội trưởng. Sau lưng một người đó. Hỗ trợ đội trưởng. Ô, quả tôi. Hiểm trợ đi, hiểm trợ. Vô lại hàng rào đi. Được rồi các bạn ơi. Boom. Ai chà. Ai bắn vậy? Mấy thằng ơi chơi tụi em biết bắn không vậy? Ôi, nó vô nhà của chúng ta. Cẩn thận mọi người. Nó bước rào, Dạ ơi, cẩn thận.
Em ra sao cho, em ra sao cho. Mày ơ, vô nhà. Có phượt gào. Vô nhà giùm ơi. Vô nhà luôn hả? Ê, thủng ơi. Mày nha. Rồi đúng rồi, lâu cái đồng chí. Đó. Mày nè. Nãy sư em ơi. Hết rồi anh em ơi. Hết rồi. Thủ thành công rồi. Đó. Chơi khô máu rồi. Nhưng mà tính ra lần này em thấy nó nhiều hơn được rồi á. Lần hai này em thấy nó. Lần hai này khó. Ơi. Con nè, con quay con lát lát. Em thấy cái bà này tối bữa nay rồi nó nặng. Tối bữa nay không ổn đâu. Được rồi, tập hợp chúng ta phải cần hợp gấp. Bây giờ tôi phải cần cho mọi người giao nhiệm vụ mới. Tình hình là chúng ta Jimmy với lại Kemi phải tìm thêm vũ khí, đó chính là lựu đạn. Lựu đạn hả? Bom á. Đợi bà về đây là cho xong hết luôn đó. Bây giờ nói chung là hai người đi kiếm lựu đạn đi. Được. Ok, biết rồi. Làm gì vậy? Mày làm cái gì qua vậy hổ? Tỉnh táo đi. Được rồi, còn anh em bốn tụi mình sẽ ở nhà nâng cấp cái khu này lên cho nó thật là phòng thủ. Có lên em. Mày đi đi. Có em. Lão, gái đi đi. Ê, nhảy lên, go. Ok. Go. Ok rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ dùng những cái laser này nè, đó hai cái này để chúng ta đặt ra có cái hàng rào laser đủ xíu mấy bạn à. Đó. Mời nè. Nhưng mà anh Hữu ơi, đừng ngu, mày chán sống hả mày? Đau. Mày chán sống rồi đúng không? Thằng này nó chán sống rồi sao mọi người? Mấy bà con gái về chưa vậy? Rồi mấy người chưa về đúng rồi. Đây rồi. Trời bà Dung có làm gì vậy? Ngu. Mày đi kêu gì vậy trời? Đâu. Lấy một hàng nha. Đó, bốn một hàng. Đây, lấy một hàng lựu đạn này luôn. Chị bình tĩnh được không? Mày thích test không? Trời ơi là trời, nó test kiểu đó đó mấy bạn. Được rồi mấy đứa ơi, bây giờ thì đẹp cái này vô trong đây nha luôn. Đi. Mở cửa. Chia nhau quan sát đi, đừng có đứng ở đây nữa. Chia nhau quan sát đi. Trời tối rồi. Vô. Quan sát đi. Trời ơi. Ôi, cái gì đây? Huy nước lỗ. Ok, đóng cổng rồi. Tụi bay ơi, nhìn đi, không cần làm gì hết, tụi nó cũng chết à. Ui, bây giờ cái nhà của mình an toàn rồi các bạn ơi, tụi nó không phải vô. Ê, chỗ này nó được rồi nha. Có cái cửa. Tụi bay đè chuột coi. Mọi người đè càng lâu là bơm nó bay càng xa. Ê, anh thấy nhà an toàn của tụi mình an toàn thật sự luôn á nha. Tụi nó không có vô được. Đi đâu? Mày có vô nào trời. Không như đồng hay nữa. Ôi, con tao luôn kìa. Nhiều lắm. Ôi trời ơi, nhiều quá trời luôn. Ây cha. Ui. Trời ơi, trời bơm ác gì. Để mình sẽ chạy lên lầu mấy bạn ơi. Lên lầu nó dễ chơi thôi anh em ơi. Ôi trời xé ơi, bà con ơi. Mặt trời đen lên, mặt trời đen lên. Mặt trời lớn á, vậy là bọn nó sẽ không ra. Bố! Cái nhà của mình quá. Wow! Một con siêu to kìa. Ủa, con gì vậy? Nhìn quen vậy. Ha mô lộ. Các bạn ơi. Siêu to luôn. Mày nè, trời bơm đó. Ôi ôi. Trời. Trời, lựu đạn vô. Chùm cối bà con ơi. Bơm. Rồi, hết bơm luôn, muốn hết bơm luôn mấy bạn ơi. Đi ra đây. Ui ôi, ghê lắm. Ôi, con ném bơm rồi. Trời. Ê, đừng có ném bơm, toàn hộ ném bơm, cho văng ra hoài luôn, không đạp ra vậy. Ném không trúng gì chứ. Không bắn người ra chứ. Mày nè, chơi.
đi kiểm tra mọi người ơi, kiểm tra đi, kiểm tra đi. Ây da, đi cứ ba đầu vậy là nha. Trời ơi, là trời ngon lành. Bên trái cà lê. Ê, đang có thông tin gì cơ tụi bay ơi, lên coi. Ôi. Thông tin gì nè? Ồ, hình như là bản tin của người ta thông báo kìa về ông tiến sĩ. Ôi, ông ta nói gì vậy? Ủa? Cái con thí nghiệm của ông nữa, các bạn đã được an toàn, làm tốt lắm. Hình như là ông bị bắt kìa.